Theo số liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm 13,29% về số vụ, giảm 14,45% số người thiệt mạng và giảm 5,81% số người bị thương. Đây là kết quả hết sức tích cực. Dù nhu cầu vận tải đi lại của người dân tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá cao công tác triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông của lực lượng công an đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ ở 63 tỉnh thành, đặc biệt có 43 tỉnh thành phố có số người thiệt mạng do tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022, trong đó tỉnh Thái Nguyên, thành phố Đà Nẵng giảm trên 60%. Thưa quý vị, đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan là một đoạn tuyến của đường cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận hai tỉnh thành Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Tuyến đường cao tốc này có chiều dài 77,5 km, trong đó đoạn Hòa Liên - Túy Loan, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng dài hơn 30 km, giai đoạn 1 đã được đưa vào vận hành khai thác từ tháng 4 năm 2022. Qua hơn một năm đi vào vận hành đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết, tiềm ẩn tai nạn giao thông trên toàn tuyến. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan là một đoạn tuyến đi qua vùng đồi núi vườn quốc gia Bạch Mã. Đây là tuyến đường cấp 3 đồng bằng đi qua hầm Mũi Trâu dài hơn 1.300 mét. Đường này chỉ cho phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu thông, trừ các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe kéo. Xe máy chuyên dùng có tốc độ nhỏ hơn 70 km/h, xe thô sơ và người đi bộ. Việc đưa tuyến La Sơn - Túy Loan vào hoạt động ngoài cung đường đèo Hải Vân và hầm đường bộ Hải Vân thì Đà Nẵng có thêm đường đến Thừa Thiên Huế và ngược lại. Tuy nhiên, khi di chuyển trên cao tốc này, nhiều lái xe cho biết. Đường thì nó đẹp, chạy bình thường, nhưng mà có mấy khúc cua thì mong em tài xế chạy để ý hơn nhiều. Với mấy bản đèo dốc, xuống từ từ, hơi đừng đổ quá. Đây nó cho 60 à. Về cái cung đường thì vẫn còn hơi đèo dốc và có một số điểm nó cua hơi bị gấp một tí, và là cái đặc điểm tiếp theo là cung đường là hiện tại bây giờ là rất nhiều điểm là bị mất sóng liên lạc, các cái điểm để mà vượt xe ấy, thì là cái vạch liền nó hơi nhiều, nên là nhiều anh em tài xế là chạy hàng giờ hàng thứ báo ấy thì là cứ phải đi lấn làn để mà vượt lên. Thực tế, qua hơn một năm đi vào vận hành, đã có nhiều vụ va chạm đã xảy ra, nguyên nhân chính là do bất cẩn của người điều khiển phương tiện. Gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 61 400 thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, làm 4 người thương vong. Nguyên nhân chính được xác định là tại hiện trường thì mới nhận định sơ bộ ban đầu đó là do ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông phóng nhanh vượt ẩu, xe gây ra tai nạn giao thông, đã không có làm chủ được tốc độ và cố tình vượt xe đi trước trên cái đoạn đường vừa lên dốc nhưng mà vừa tranh thủ để mà vượt qua xe khác, cho nên dẫn đến cái chỗ là không xử lý được tình huống, gặp xe đi ngược chiều đối đầu thì đã tông vào xe đi phía trước, làm hậu quả là một người chết, ba người bị thương. Qua khảo sát tại hiện trường, các nhà chuyên môn cho biết đoạn đường này mặt đường hẹp, quanh co, nhiều đèo dốc, khúc cua liên tục, thiếu giải phân cách cứng chia làn xe, còn thiếu các hạ tầng thiết yếu khác như camera giám sát, camera giao thông bằng VMS theo tiêu chuẩn cao tốc chưa đồng bộ, biển báo giới hạn tốc độ 60-80 km/h dày đặc, thiếu hệ thống gương cầu lồi giúp tài xế quan sát xe ngược chiều để xử lý các tình huống. Đáng lo hơn là tình trạng xe máy, người đi bộ có thể tuồn vào cao tốc. Khi xe đang chạy với tốc độ cao, khó có thể xử lý kịp để tránh tai nạn. Qua cái theo dõi thì các phương tiện tham gia giao thông theo tuyến này thì tương đối chủ quan với cái đường hiện nay, cái đường này chưa có cái giải phân cách cứng. Do vậy và cái đường đi qua cái sườn núi có cái cảnh rất là đẹp, nên là đó là một yếu tố mà các lái xe cũng chủ quan trong quá trình mà điều khiển phương tiện. Đâu đó thì cũng có nhiều lái xe chúng ta cũng không chấp hành cái tốc độ,
cái biển cấm vượt, và đặc biệt là khi các cái đoạn dốc thì cái tầm nhìn nó khuất, nhưng mà nếu chúng ta không chấp hành cái biển báo cấm vượt tốc độ thì nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, đặc biệt là đối với xe lưu thông mà nó ngược chiều. Để phòng tránh tai nạn giao thông trên tuyến đường này, bên cạnh việc chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, Ban Quản lý đường La Sơn Túy Loan khuyến cáo người điều khiển phương tiện kiểm tra kỹ trạng thái của xe trước khi lên cao tốc, đảm bảo xe có đủ xăng, dầu, nước làm mát, lốp xe không bị hỏng hay xì hơi. Nếu có sự cố trên cao tốc, hãy dừng xe vị trí an toàn và gọi số điện thoại cứu hộ của cao tốc.